shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Trong clip này thì em giới thiệu với các bác một cái chiếc máy là không khí sáp rất là đẹp, công suất nhỏ, dùng cho phòng ngủ nhỏ. Một con máy phải nói là trông đẹp như mới, đã được vệ sinh sạch sẽ, làm đẹp để phục vụ các bác hình thức. Nói chung là rất mỹ mãn, máy thiết kế rất là đẹp. Đẹp đầy đủ mọi góc cạnh luôn. Cái con này thì nó thiết kế nó lại có cái lắp các bạn. Lắp chỉnh tay nhé. Đẩy vào được. Công suất con này thì là nó 27W. Quá dùng cho phòng khoảng 15m. 15-20m các bạn nhé. Sản xuất 2014. Một chiếc máy nhỏ xinh xinh. Công suất nhỏ thôi, còn về kích thước thì vẫn như các máy khác ạ. Trên máy thì bảng số báo độ ẩm 30, 40, 50, 60, 70. Đấy. Báo ion, đèn ion. Nói tắt đi. Bật. Cũng 3 chế độ lọc như bình thường, lọc không khí bù ẩm, lọc tự do, không lọc không khí không bù ẩm. Đây chạy trẻ chế độ tự động. Đây là chế độ lọc nhanh. Con này có mã là KCB40. Đèn báo không có nước. Công nghệ ion plasma. Đây. Về máy thì màng em đã thay mới. Màng thay mới các bạn nhé. Mới tinh màng. Chả khác gì máy mới cả. Cái máy lọc không khí thì thường nó quan trọng nhất là cái màng lọc thôi các bạn. Màng lọc mới thay vào rồi thì các bác yên tâm mà dùng. Chả phí nghĩ ngợi gì. Một con máy rất là đẹp. Cái này là bình nước bùa. Bình nước nó rất là đẹp. Con máy phải nói là xuất sắc. Giá bán thì cũng đắt hơn các con khác một chút các bạn. Con này thì em bán là 2 triệu rưỡi nhé. Giá 2 triệu rưỡi. Đã đấu đổi điện 220V rồi. Đổi điện 220V. Sử dụng điện lưới Việt Nam rất là tiện luôn. Kệ máy rất là đẹp. KCB40 nhỏ gọn. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ. Có một chiếc này. Chiếc này chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhé. Cho nên em cũng không đánh số làm gì cả, vì có mỗi một chiếc thôi. Máy rất là đẹp đấy. Chào các bác.